Một nhóm khủng bố Hồi giáo phổ biến video con tin Pháp, tin tổng hợp. Nhóm khủng bố Hồi giáo Ansaru ở Nigeria đã phổ biến hình ảnh con tin Pháp Francis Colomb. Con tin nói rằng ông ta là kỹ sư Francis Colomb, 63 tuổi, bị bắt vào ngày 19 tháng 12 năm 2012. Gia đình, bạn bè, đồng bào Pháp, chính phủ Pháp và Nigeria phải giúp cho ông ta. Ông Colomb làm việc cho công ty năng lượng Vernet, đã thiết lập nhà máy điện dùng sức gió đầu tiên ở Nigeria. Khoảng 30 dân quân đã bao vây căn nhà của ông ta ở thị trấn Rimi, gần biên giới Niger và bắt cóc ông ta.